Quý vị ở Trung Bộ lưu ý đó là từ đêm nay khu vực này thì sẽ bước vào đợt mưa lớn. Vùng có mưa lớn là khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định với tổng lượng mưa cả đợt là từ 100 cho đến 270 mm, có nơi mưa rất to trên 380 mm. Mưa có thể sẽ kéo dài từ đêm nay cho đến ngày Chủ nhật, ngày 24 tháng 11. Cảnh báo tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở vùng núi.